một số thì đi, một số thì không đi. Cảm ơn Chúa lắm, ý muốn của Chúa. Cảm ơn Chúa cái thời giờ mà chúng ta còn Chúa thì có anh em rồi, tiếp đôi của thầy xe rồi, thầy xe nữa thì rất là vui mừng gia đình được đón tiếp anh chị cho chúng ta trong lời của Ngài. Cảm ơn Chúa thì một điều đó sẽ được khích lệ. Một lần nữa chúng ta sẽ cũng lắng nghe lời của Chúa. Qua tôi tớ của Chúa đó là thầy Tân Anh, thầy có lời của Chúa sẽ được của Chúa để chia sẻ dạy dỗ cho chúng ta. Và xin chúng ta cùng cho một tràng một tay để bấm nhận. Xin trân trọng kính chào các thánh đồ trong hội thánh của Chúa. Chúng ta biết ơn Chúa bởi vì chúng ta nhận biết Chúa là đấng tốt lành. Ngài là đấng ban sự sống và hơi thở cho chúng ta. Nếu như Chúa không cho sự sống, Chúa không cho chúng ta hơi thở, chúng ta cũng không thể ngợi khen Chúa được. Amen. Nên là hy vọng là những cái điều mà buổi sáng hôm nay chúng ta đã làm đó sẽ thấu đến ngôi ơn phước của Ngài. Ở đây thì tôi có vài lời kinh thánh để khích lệ về đời sống đức tin của anh chị em chúng ta. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Vậy thì cái sự mà rồ dại của Đức Chúa Trời là cái điều mà dân ngoại người ta cho đó là một cái sự sỉ nhục, nhưng mà đối với chúng ta đó là điều mà chúng ta cảm tạ, chúng ta biết ơn. Bởi vì thay vì hôm nay chúng ta phải đi làm việc, hôm nay chúng ta sẽ phải kiếm sống để có tiền, nhưng mà chúng ta làm khác với người thế gian, đó là chúng ta có cái sự hiệp lại ở nơi đây để mục đích là làm sáng danh Chúa. Amen. Và không phải là để chúng ta được sáng danh đâu, nhưng mà Chúa của chúng ta được sáng danh. Đối với người thế gian thì họ xem đây là một cái sự mà ngu dại, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng họ dẫu có biết Đức Chúa Trời nhưng mà không làm sáng danh Ngài thì đó cũng là cái sự ngu muội, đó cũng là còn ở trong sự tối tăm, đúng không ạ? Vậy thì những con người ở trong sự sáng là những con người phải làm sáng danh Ngài. Amen. Và khi chúng ta làm sáng danh Chúa thì Chúa sẽ làm cho chúng ta được sáng danh. Chúng ta có tin điều đó không ạ? Đây là điều mà Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta. Ngay cả những người con cái Chúa mang danh Chúa nhưng mà không làm sáng danh Chúa thì họ có khôn ngoan gì không ạ? Vẫn là ngu dại thôi. Nên là chúng ta là những người con cái của Chúa, chúng ta cũng cần phải có sự phân biệt. Chúng ta cần phải biết cái người mà khôn ngoan đi theo ý Chúa là luôn muốn làm sáng danh Chúa. Amen. Chúng ta đi đến đâu để mục đích đó là gì? Danh của Chúa được vinh hiển. Nếu như chúng ta đến đây mà chúng ta chỉ ngồi đây để mà nói những cái chuyện với nhau về cái cuộc sống này thì nó có nói hoài không hết, đúng không ạ? Nhưng mà Chúa nói là gì? Khi chúng ta bất cứ làm điều gì thì cũng hãy vì cớ sự vinh hiển của Chúa mà làm. Amen. Nên là đó là cái điều mà tại sao chúng ta có mặt buổi sáng hôm nay. Chúng tôi thì đi xa hơn quý vị, nhưng mà cảm ơn Chúa là quý vị đã có cái tấm lòng để rồi quý vị đến với Chúa và cũng đến với nhau. Bởi vì Chúa nói rằng hội thánh là gì? Tức là những người thánh đồ ngồi lại để tôn cao danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Nếu như chúng ta không tôn cao Chúa thì chúng ta đang tôn cao ma quỷ. Đúng rồi, nên là cuộc đời của chúng ta chỉ có hai cái con đường mà chúng ta chọn lựa thôi. Một là chúng ta làm cho Chúa của chúng ta được rạng danh. Hai là chúng ta làm cho ma quỷ được rạng danh. Vậy thì nếu như chúng ta nói mình là con cái của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải làm gì?
làm cho Chúa được rành rành. Amen. Và chúng ta đi đến đâu thì chúng ta cũng sẽ bày tỏ về danh vinh hiển của Ngài. Nên trách công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8 thì Chúa bày tỏ cho chúng ta một cái điều đó là gì? Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta, chúng ta có tin là Chúa sẽ giáng trên chúng ta không? À, chúng ta phải có đức tin. Vì đạo của Chúa không có điều gì khác ngoài đức tin, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu chúng ta không có đức tin thì chúng ta không thể làm cho Chúa chúng ta vui lòng được. Amen. Nên là Chúa muốn chúng ta điều căn bản và nó cũng là điều cuối cùng của chúng ta, đó là phải có đức tin. Và đức tin đó là gì? Là đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Và Kinh Thánh nói ở trong công vụ đoạn 1 câu 8 là khi Đức Thánh Linh giáng trên tôi và quý ông bà anh chị em thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta biết không? Làm chứng về Ngài. À, chúng ta sẽ làm chứng về Chúa Giêsu Christ, chứ không phải làm chứng về ta là mình đâu. Amen. Amen. Một người có Thánh Linh là người đó sẽ làm chứng về Chúa Giêsu Christ. Và bất cứ khi chúng ta đi đến đâu mà Thánh Linh sai chúng ta đến, đó là nơi chúng ta sẽ làm sáng danh của Ngài Giêsu Christ. Không phải chúng ta đến đây để rồi tôn cao cô này hay là anh kia hay là ông nọ, đúng không? Mà chúng ta tôn cao Chúa Giêsu Christ. À, cảm ơn Chúa vì anh chị em cũng có cái tấm lòng tôn trọng chúng tôi và xem chúng tôi là người của Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban phước cho đời sống của anh chị em. Một câu Kinh Thánh nữa nói với chúng ta về điều này. Vì chức anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Amen. Chúa đã chuộc mua chúng ta bằng giá rất cao, thưa quý vị. Nhiều người chết vì người nghĩa, nhiều người chết vì người lành, nhưng không ai chết cho kẻ có tội bao giờ. Đúng không? Chúng ta có thể hy sinh cho cha, mẹ, vợ, chồng, con cái của chúng ta, nhưng mà chúng ta có dám hy sinh cho người ngoài không? Cũng có nhiều người có, nhưng mà hiếm. Nhưng mà Kinh Thánh thì nói là gì? Nhiều người dám chết cho người nghĩa, nhiều người dám chết cho người lành, nhưng có ai dám chết cho kẻ có tội không? Bây giờ ví dụ như chúng ta thấy là có một cái người mà ở đây người ta cứ chuyên coi như là ăn cướp, rồi ăn trộm, rồi coi như là thậm chí giết người. Chúng ta có dám xả thân cho cái người đó không? Có mà không một người nào hết. Amen. Nhưng mà Kinh Thánh bày tỏ rằng gì? Ngài đã chịu chết cho chúng ta là những người có tội. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của Chúa Giêsu khi mà Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Trước đó có một người tên là Ba-ra-ba. Người đó là cái gì quý vị có biết không ạ? Dạ, là một tên cướp. Và dân Giu-đa, người Do Thái, tức là người thầy thông giáo và người Pha-ri-si, khi mà quan mới nói là bây giờ tôi phải tha cho Chúa Giêsu hay là bây giờ tha cái người Ba-ra-ba mà là một tên tử tội, là một tên cướp đáng phải bị hình phạt, thì dân Giu-đa nói như thế nào chúng ta có nhớ không? À, hãy tha cho Ba-ra-ba và đóng đinh Chúa Giêsu. Và tại sao cái hình ảnh đó nó xảy ra để cho chúng ta biết cái điều gì? Chúa muốn dạy dỗ cho tôi và quý vị điều gì? Có phải là Ba-ra-ba đó là tên cướp, đúng không? Và Chúa Giêsu là đấng công bình, không có tội lỗi gì hết. Kinh Thánh nói rằng Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời đến để cất tội lỗi của thế gian, trong Phúc Âm Giăng chương 1 câu 29 mà Giăng Báp-tít đã bày tỏ về danh của Ngài. Và chúng ta thấy rằng Ba-ra-ba là hình ảnh của ai, chúng ta có biết không? Amen. À, hình ảnh của chính tôi và quý vị đang ngồi ở nơi đây đó. Chúng ta không hơn gì tên cướp đó, đúng không ạ? Vì Kinh Thánh đã khẳng định rằng vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, không một người nào có sự công bình ở trên đất, dẫu một người cũng không. Vậy thì chúng ta không có cái gì để mà khoe về mình hết. Amen. Mà chúng ta hãy khoe đó là gì? Khoe về Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Vì chỉ có Ngài mới xứng đáng để chúng ta tôn vinh và chúc phục. Bây giờ nếu mà
Ở cái xã này có một ông chủ tịch huyện Bình Long, ông đến đây chúng ta có tôn trọng không? Rất rất tôn trọng đúng không? Mình không biết ông đến với mục đích gì nhưng mà ông đến đây thì rất là tôn trọng. Nhưng mà Kinh Thánh bày tỏ với chúng ta về gì? Chúa Giêsu Christ, Ngài là vua trên các vua, Ngài là Chúa trên muôn chúa. Vậy thì há chúng ta không tôn trọng, tôn vinh và dâng lên Ngài sự vinh hiển một cách xứng đáng sao? Đây là điều mà Chúa muốn nói với tôi và quý ông bà chị em. Không có cái tình yêu nào lớn hơn là tình yêu mà Ngài đã chết cho chúng ta là những kẻ có tội. Đó là điều mà chúng ta biết ơn Chúa. Ngài đã chuộc mua chúng ta bằng giá rất cao, thưa quý vị. Ngài đã hy sinh bằng chính cái thân máu của Ngài. Máu của Chúa đã đổ ra để vì cái sự gian ác của chúng ta. Như là trong Ê-sai 53 thì chúng ta đọc thì chúng ta thấy rằng mỗi lần khi chúng ta nhận bánh và chén của Chúa, chúng ta thấy rằng Ngài bị đánh, bị đập mà chúng ta tưởng rằng ấy là vì cớ tội lỗi của Ngài sao? Có phải không ạ? Vì tội lỗi của ai, thưa quý vị? À, của chính tôi và quý vị cả. Và khi chúng ta nghĩ về điều đó, chúng ta mới có một cái tấm lòng biết ơn Chúa. Như ở trong sách Luca, các sách phúc âm khác cũng nói về cái điều một con người khi mà tội lỗi nhiều mà được Chúa tha thứ thì người đó sẽ như thế nào ạ? Yêu mến Chúa nhiều. Người đó sẽ biết ơn và yêu mến Chúa nhiều. Amen. Amen. Đó là điều mà chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì chúng ta phải thừa nhận với Chúa rằng đúng, con là người có tội. Con là người đã đóng đinh Chúa Giêsu, con là người đã giết Chúa Giêsu. Nhưng mà nếu mà chúng ta không giết Chúa thì chúng ta có sống được không? Bởi vì Chúa là của lễ hy sinh cho tôi và quý vị. Amen. Nếu Chúa không chết thì chúng ta có sống được không? Đây là cái điều mà nhiều các hệ phái họ không dám giảng về điều đó. Đây là cái lẽ thật mà Chúa muốn chúng ta biết. Amen. Và chính chúng ta phải thừa nhận đúng, chúng ta là người đóng đinh Chúa. Và chúng ta phải đóng đinh Chúa. Dù chúng ta có yêu Chúa đến mấy, chúng ta phải đóng đinh Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta là những kẻ ác. Amen. Và điều Chúa muốn nói với chúng ta đây đó là gì? Hãy thừa nhận chúng ta là con người. Amen. Ở đây không phải một người nào tốt cả, vì Kinh Thánh đã phơi bày chúng ta điều đó rất rõ ràng. Giê-rê-mi chương 17 câu 9, lời của tiên tri Giê-rê-mi nói về điều gì? Khi Chúa bày tỏ cho ông, lòng loài người rất là gian ác và xấu xa, ai có thể dò xét? Nên người đời người ta còn nói cái câu là lòng tham con người là vô đáy, đúng không? Không có cái chỗ dừng. Khi mà đã tham rồi thì thôi, tham đủ thứ hết. Và như Phật giáo người ta còn biết là tội lỗi là tham, sân si, hỉ nộ ái ố. Và trong chúng ta thì có tránh được những điều đó. À, những người đi tu dù có cố tu đến mấy đi chăng nữa, nhưng mà tu một rừng công đức, nhưng mà một giây phút sân si tội lỗi thì một rừng công đức nó trở nên vô nghĩa. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì giá của Chúa Giêsu đã đổ ra cho chúng ta. Để rồi gì? Xin chúng ta là những kẻ có tội được trở nên là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy điều này chúng ta có dám tin không? Amen. Tại vì chúng ta phải xác định là chúng ta là kẻ có tội, nhưng mà tin Chúa Giêsu Christ, để rồi chính Chúa Giêsu Christ sẽ công nhận chúng ta là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Có thể bây giờ đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em còn nhiều điều bất phạm, đúng không? Còn nhiều điều gọi là vướng những cái sự vi phạm theo luật của Chúa. Nhưng mà chúng ta có dám thừa nhận không? Ví dụ như bây giờ lỡ mình nói dối, mình có dám thừa nhận với Chúa? Hay là chúng ta cứ thôi kệ đó, chắc thôi, không sao đâu. Nhưng mà Chúa nói là gì? Chỉ cần ngươi biết cái tội lỗi. Và biết tội lỗi đây để làm gì? Để trở lại với Chúa. Tôi xin nói với anh chị em về cái sự ăn năn. Ở đây thì cái sự ăn năn chúng ta phải nên hiểu nó không như là cái nhịp mà cái giáo lý mà những người trước kia họ đã dạy chúng ta về cái sự ăn năn,
tức là ăn năn để rồi chúng ta tiếp tục ăn quen, đúng không? À, rồi để rồi chúng ta bị Chúa cho ăn đòn. Nhưng mà ăn năn ở đây đó là gì? Là chúng ta hãy xây trở lại với Chúa, hãy nhìn biết Chúa bởi đức tin chúng ta nhận lãnh cái lời hứa ở Chúa đã chịu thay cho chúng ta. Amen. Và khi chúng ta nghĩ về điều đó, chúng ta sẽ biết ơn Chúa thay vì chúng ta cố gắng để rồi chúng ta không phạm tội. Như tôi mới tin Chúa, tôi trở lại với Chúa thì có một cái điều mà Chúa dạy tôi rất là hay. Khi mà tôi mới tin Chúa thì quý vị biết điều gì không? Tôi cố gắng lắm tôi mới không phạm tội. À, và tôi thấy rằng mình càng cố gắng thì mình cũng đỡ, nhưng mà nó cũng có tội nó phạm như thường. Tại vì mình không phạm cái này thì mình cũng phạm cái khác thôi. Nhưng mà cho đến khi mà mình hiểu được cái điều mà Chúa cho mình thấy được cái tình yêu của Chúa đối với mình, thì bắt đầu sang mình yêu Chúa rồi thì mình bắt đầu nha, mình cố gắng lắm mình mới phạm tội. Quý vị hiểu cái điều mà tôi muốn nói, tức là khi mà mình nhờ cậy vào cái nỗ lực của mình á, thì mình cố gắng lắm mình mới không phạm. Ví dụ như bây giờ tôi có cái việc mà tôi nói dối thì tôi sao? À, tôi cố gắng lắm để tôi nhớ là thôi Chúa dạy mình là không có được nói dối, hay là không có được ăn cắp, hay là này kia, thì bắt đầu sao mình cố gắng để rồi không cho phép cái điều đó. Nhưng mà cố đến mấy đi chăng nữa, nhưng mà lúc nào đó thì nó cũng sẽ có thể xảy ra. Tại vì mình sức mình mà, sức mình làm thì chắc chắn là nó hạn chế rồi. Nên là Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết đó là con người làm không được, nhưng Đức Chúa Trời làm. Và chúng ta phải thừa nhận với Chúa như điều mà chính Chúa Giêsu đã phán ở trong Phúc Âm Giăng chương 15, câu số 3, Kinh Thánh nói là gì? Coi như là câu số 5 thì nói rằng nếu như các ngươi không ở trong ta và lời ta không ở trong các ngươi thì các ngươi sẽ không kết quả được. Và phần B câu 5 nói rằng vì ngoài ta ra các con không làm chi được. Vậy thì khi mà chúng ta cố gắng để làm thì chúng ta cũng sẽ không làm được tốt hơn. Amen. Nó chỉ đi đến con đường tồi tệ thôi. Đây là tại sao ngày hôm nay chúng ta thấy rằng nhiều các hệ phái dạy cho con người đi theo Chúa là phải cố gắng, phải cố gắng, phải nỗ lực lên, phải làm cái này, phải làm cái kia. Nhưng mà rồi có làm được không? Càng làm thì càng vất, càng làm thì càng mệt mỏi, càng làm thì càng đau khổ. Và Chúa Giêsu có lời hứa với chúng ta về điều gì? Hỡi những kẻ gánh nặng, mệt mỏi, ưu tư, phiền muộn, hãy đến cùng ta, ta sẽ ban cho các con sự yên nghỉ. Và điều mà Chúa muốn đòi hỏi chúng ta đây đó là gì? Các con hãy yên nghỉ đi. Amen. Thay vì hôm nay chúng ta cũng sẽ vất vả, hối hả, mệt lạ, rồi có khi gục ngã trong một ngày cực khổ, đúng không ạ? Cũng kiếm được một số tiền kha khá, nhưng mà chúng ta cũng không biết rằng mình có được bình an hay không, có vui hơn hay không. Tại vì khi mà một người mà đã mệt mỏi rồi thì có vui được không? Khó vui lắm, đúng không ạ? Nên là Chúa nói, Chúa biết cái điều đó ở trong chúng ta có. Nên là Chúa nói rằng thôi bây giờ con hãy trao cái gánh nặng của con cho ta đi. Amen. Và điều Chúa muốn ở đây đó là chúng ta đến buổi sáng hôm nay đó là hãy trao phó gánh nặng của Ngài, của chúng ta cho Ngài. Amen. Ví dụ như bây giờ chúng ta mệt mỏi quá, ôi Chúa ơi con mệt mỏi quá, con muốn dâng cái gánh nặng cho Chúa. Tôi biết ông bà anh chị em ở đây làm việc vất vả hơn những người ở thành phố nhiều, nhưng mà tôi tin rằng anh chị em là những người có đức tin, cũng như chính chúng tôi là những người có đức tin, thì chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta hãy vâng lời Chúa, hãy dâng phó cái gánh nặng của chúng ta cho Chúa đi. Amen. Chúng ta đừng có nhìn qua người khác, mà hãy nhìn chính chúng ta là những người đang mệt mỏi. Amen. Chúng ta đừng nhìn tội của người khác, mà hãy nhìn chính chúng ta là những người có tội. Để rồi gì? Cần Chúa là đấng tha thứ của chúng ta. Amen. Vì Ngài là đấng tha thứ dồi dào. Nhưng mà nếu chúng ta không biết được điều đó, chúng ta không cảm nhận được cái sự tha thứ của Chúa, chúng ta sẽ không biết ơn Chúa như thế nào. Chúng ta cũng không thể làm sáng danh Ngài, bởi vì chúng ta đâu có gì để biết ơn đâu. Amen. Cảm ơn Chúa. Một câu Kinh Thánh nữa để rồi chúng ta sẽ
Ở đây thì một Philippi chương 4 câu 11 thì Chúa nói cho những người giảng luật hay là những người đi ra rao giảng lời Chúa: ví bằng có người giảng luật thì hãy giảng như rao lời sống truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì thì hãy làm như nhờ sức của Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng được sự vinh hiển, quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Vậy thì chúng ta là những người rao giảng lời Chúa cũng vậy. Chúng ta phải rao giảng một cách ngay thẳng. Amen. Không có sự pha trộn. Lời Chúa không có một cái sự pha trộn như ở trong Chân Nhất chương 2 câu 21. Và ngày hôm nay nếu như chúng ta nghe người ta nói một điều gì đó mà nó không đến bởi lời của Chúa thì chúng ta có nghe không ạ? Chúng ta cũng nghe, nhưng mà sao? Chúng ta không thể làm theo được. Amen. Bởi vì chúng ta làm theo cái lời đó là chắc chắn chúng ta sẽ chết. Giống như là Chúa nói với lại Adam và Eva ở trong vườn Eden, chúng ta thấy rằng Chúa nói với Adam là: ngươi chớ ăn cây biết điều thiện điều ác, vì nếu như ngươi ăn, một mai chắc ngươi sẽ chết. Vậy thì nếu như chúng ta không nghe thì chúng ta cũng giống như là tổ phụ của chúng ta vậy, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta ăn cây biết điều thiện điều ác tức là gì? Chúng ta ăn cái cây tri thức hiểu biết, chúng ta nhờ cậy vào cái sự khôn ngoan của chúng ta. Quý vị hiểu không ạ? Chúng ta không ăn cây sự sống là Chúa Giêsu Christ. Amen. Và Chúa Giêsu nói rằng nếu như chúng ta không ăn thịt và uống huyết của Chúa Giêsu, chúng ta không có sự sống đâu. Và chính vì vậy mà nhiều người không ăn thịt và huyết của Chúa Giêsu mà họ chết về đời sống tâm linh, và họ sẽ có những bệnh tật trong đời sống thân thể. Quý vị có thấy điều đó không ạ? Ở đây có ai có bệnh không? Dạ. Cảm ơn Chúa. Người bệnh mới cần thầy thuốc thưa quý vị. Tôi cũng có bệnh nữa. Nhưng mà cái bệnh mà lớn nhất của chúng ta đó là cái bệnh tâm linh của chúng ta. Và Chúa nói rằng một mai ngươi ăn ngươi sẽ chết. Nhưng mà Adam và Eva có chết không? Khi ăn mà có chết không ạ? Sống tới hơn 900 tuổi lắm. Đúng không ạ? Nên là nhiều khi chúng ta ngày hôm nay chỉ hiểu Kinh Thánh hay là hiểu Chúa theo cái sự hiểu biết của chúng ta, chắc chúng ta sẽ chết. Amen. Nhưng chúng ta phải có sự bày tỏ lời của Đức Chúa Trời qua sự dẫn dắt của Thánh Linh. Như vừa rồi thầy Pro ở đây đã cầu nguyện thì chúng ta có để ý đó là nói về cái sự mà Chúa khải thị của chúng ta. Amen. Tại vì chúng ta biết rằng Kinh Thánh là quyển sách được Chúa đóng ấn. Nên là nếu như chúng ta không có Chúa Giêsu, hay là nói đúng hơn là Đức Thánh Linh để chỉ cho chúng ta, thì chúng ta có biết được lời Chúa nói điều gì không ạ? Chúng ta không thể biết được. Nên Kinh Thánh Chúa Giêsu bày tỏ rằng ngoài ta ra thì các ngươi chẳng làm chi được là như vậy. Nên chúng ta không thể dùng cái sự khôn ngoan hiểu biết của chúng ta để rồi chúng ta biết được cái điều mà Chúa muốn chúng ta biết, mà chúng ta cần phải có một cái tấm lòng đơn sơ như con trẻ. Chúng ta nếu có thì xin mở trong sách Luca chương 10 câu số 21. Một ai đó sẽ đọc cho câu Kinh Thánh này. Chúng ta cứ tự do ở trong Chúa. Chúng ta đừng cố gắng để ép mình. Ai mệt cứ nằm ngủ không sao. Amen. Chúng ta chỉ tin thôi. Chúng ta đừng có phán xét. Chúng ta đừng có cái sự mà nhìn về cái người khác, nhưng hãy nhìn vào lời của Chúa, hãy nhìn vào Chúa Giêsu để rồi Chúa Giêsu sẽ ban sự sống cho chúng ta. Amen. Chúng ta cứ tự do ở trong Thánh Linh. Chúng ta không có sự phán xét ở đây. Như Kinh Thánh đã bày tỏ, ai ở trong Chúa Giêsu Christ thì người đấy không còn sự đoán phạt nữa. Amen. Nên là chúng ta hãy tin, hãy tin Chúa Giêsu, hãy nhìn chăm xem Chúa Giêsu Christ là đầu cội rễ và cuối cùng đức tin của mình. Amen. Xin mời một ai đó đọc cho câu Luca chương 10 câu 21. Cũng giờ đó Đức Chúa Giêsu nức lòng với Linh bèn nói rằng: lạy Cha, lạy Chúa Trời,
Trời tôi ngợi khen cha vì cha đã giấu những sự này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ mà tỏ ra cho trẻ nhỏ hay. Thưa cha, phải thật như vậy vì cha đã thấy điều đó là tốt lành. Amen. Cũng giờ đó, Kinh Thánh nói rằng cũng giờ đó Chúa Giêsu nức lòng mừng rỡ bởi đâu ạ? Bởi Đức Thánh Linh. Ngày hôm nay những con người có Đức Thánh Linh sẽ luôn vui mừng. Amen. Amen. Lòng họ sẽ đầy dẫy sự vui mừng, lòng họ sẽ đầy dẫy sự ngợi khen, vì chính Chúa Giêsu bày tỏ cho chúng ta biết rằng gì? Lòng chúng ta đầy dẫy điều gì thì miệng này sẽ nói ra. Amen. Khi chúng ta đầy dẫy sự ngợi khen Chúa ở trong lòng thì cái miệng của chúng ta nó không thể dừng được. Amen. Amen. Khi chúng ta đầy dẫy Chúa Giêsu ở trong chúng ta thì cái miệng này chúng ta không thể ngừng để mà tôn cao danh của Ngài. Nên lời Chúa không quá sâu xa hay khó hiểu, nhưng mà nó khó hiểu đối với ai? Với những con người cho mình là người hiểu biết, cho mình là người khôn ngoan, cho mình là người có cái sự mà trên thông thiên văn hay là dưới hiểu biết địa lý. Tất cả những điều đó trước mặt Đức Chúa Trời nó chỉ là sự ngu dại. Amen. Vì có lời của Chúa chép rằng sự khôn ngoan của loài người chỉ là sự rô dại trước mặt Đức Chúa Trời. Nên vì vậy mà Chúa dùng cái sự ngu dại của thế gian để làm hổ thẹn cho những người khôn. Nên đừng có nghĩ rằng nhiều người học hành phải như thế này thì mới có Đức Thánh Linh hay là mới có sự hiểu biết Chúa. Xin thưa với quý vị rằng Kinh Thánh có nói điều đó. Chúa Giêsu nức lòng mừng rỡ bởi chính Đức Thánh Linh. Và Chúa đã bày tỏ qua Chúa Giêsu trong phần xác thịt về điều gì? Ngài bày tỏ về sự mầu nhiệm của nước thiên đàng cho những người có tấm lòng đơn sơ như con trẻ. Amen. Amen. Chứ không phải là những con người hiểu biết tri thức hay là một cái gì đó gọi là cái bề ngoài mà chúng ta nhìn thấy được. Mà Chúa nói là gì? Cái tấm lòng của chúng ta phải như một đứa trẻ. Đúng không ạ? Khi mà thầy Sre hay là thầy Pro có hai đứa con của mình, đúng không ạ? Biểu nó đi đâu là nó đi đó thôi. Hay là anh em của chúng ta đây, con mình đi theo mình, đúng không? Nó đơn sơ, nó nghe thôi. Cha nói gì là con nghe như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu học nhiều quá, chúng ta bắt đầu có nhiều sự hiểu biết thì sao ạ? Lúc đó bắt đầu chúng ta không còn cái sự đơn sơ nữa rồi. Lúc này là bắt đầu chúng ta sao? Sơ thì có mà đơn thì mất rồi. Tức là chúng ta đã già cỗi rồi, đúng không? Chúng ta không còn như đứa trẻ. Nên chúng ta nhớ cái câu chuyện người đàn bà tà dâm ấy. Khi mà mọi người kéo đến và hỏi Chúa Giêsu rằng bây giờ cái người đàn bà này theo luật pháp Môi-se phải bị ném đá cho đến chết. Và họ hỏi Chúa Giêsu bây giờ theo luật Môi-se như vậy thì bây giờ theo thầy thì thầy sẽ xử như thế nào đây? Và mục đích của họ hỏi để làm gì quý vị có biết không? Họ bắt bẻ để gài bẫy và mục đích là tìm cách để hại Chúa. Và Chúa biết điều đó không ạ? Chúa biết điều đó. Nhưng mà Chúa là Đức Chúa Trời. Ngài là đấng cực kỳ khôn ngoan. Ngài là đấng mưu luận. Vì vậy mà Chúa bày tỏ qua lời của Chúa cho chúng ta biết điều gì? Kinh Thánh, chính Chúa Giêsu đã nói rằng nếu như ai trong các ngươi không có tội, trước nhất hãy ném đá người đàn bà đó đi. Và chúng ta thấy rằng cái điều đó nó xảy ra như thế nào? Bắt đầu có nhiều người bỏ đi. Đầu tiên là những người gì? Những người lớn tuổi, đúng không? Là những người già cả đó. Ở đây cũng có mấy người già lớn tuổi, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng tại sao những người lớn tuổi lại bỏ đi trước? Bởi vì họ biết làm sao? Họ già cỗi rồi. Tội lỗi quá nhiều. Nên người ta nói là cái người đời ngày xưa ở trong cái giới mà ăn chơi á, tôi hay thường nghe cái câu gọi là những người mà sành sỏi á, người ta gọi là sành sỏi thì người ta gọi là cái người đó là cái người mà gọi là cáo già, đúng không? Tức là sành đời quá rồi, hiểu biết nhiều, nên là người ta rất là nhiều những cái mưu mẹo, mưu mô. Và Chúa nói với chúng ta rằng chúng ta đến với Chúa, chúng ta không thể mưu mô được, đúng không? Chúng ta chỉ có đơn sơ mà thôi, chúng ta chỉ tin mà thôi.
Nên đây là cái điều mà thách thức đời sống đức tin của tôi và quý ông bà chị em ở đây. Dù chúng ta nhỏ bé nhưng chúng ta dám tin Đức Chúa Trời là đấng sống ở trong chúng ta. Ngài sẽ làm cho chúng ta được trở nên trọng đại. Chúng ta có dám tin không? Bởi vì người nào có Đức Chúa Trời, người đó là người vĩ đại. Chứ không phải là cái tổ chức hay là cái giáo hội vĩ đại, hay là cái phòng nhóm vĩ đại. Cái điều đó trước mặt Đức Chúa Trời nó không có giá trị gì hết, thưa quý ông bà anh chị em. Khi mà Job, Chúa cho Satan đến để hành hạ gia đình của Job, nhà cửa coi như là tiêu tán, con cái thì chết chóc, vợ thì coi như là rủa xả. Nhưng mà ông ta có trách Chúa không? Ông ta không làm bầm trách Chúa, nhưng mà ông ta cũng trách về bản thân mình. Nhưng mà thực sự ra là cũng có trách Chúa đấy. Thế chúng ta suy gẫm kỹ thì nó khó. Nhưng mà không dám trách coi như là trách coi như là trực diện. Trách khéo thôi. Tại vì Job là người rất khôn ngoan, thưa quý vị. Job là người rất là khôn ngoan. Về mặt đời ông ta rất khôn ngoan. Và đời sống công bình của ông ta thì đúng là Đức Chúa Trời cũng phải công nhận. Ở trên đất này không ai công bình như Job. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của Adam và Eva. Khi mà họ phạm tội, ăn cây biết điều thiện điều ác, thì chúng ta thấy rằng điều gì xảy ra? Chúa đến và hỏi với lại Adam, ngươi ở đâu? Có phải Chúa không biết là Adam ở đâu không? Chúa mà không biết thì ai biết được. Đúng không ạ? Thế thì Adam mới mới nói rằng tôi đã ăn cái cây, đúng không? Ăn cái cây biết điều thiện điều ác, coi như là tôi đã lõa lồ như vậy. Thì bắt đầu sao? Khi mà Chúa mới nói vậy, tại sao mà ngươi ăn? Bây giờ Chúa mới hỏi lý do. Thì bắt đầu Adam sao? Adam bắt đầu đổ lỗi. Đổ lỗi cho ai? Đổ lỗi cho vợ mình, đúng không? Nếu chúng ta đọc kỹ thì chúng ta có biết nó có một cái ẩn dấu ở trong đó. Adam nói là gì? Cái người nữ mà Chúa đưa đến cho tôi á, xúi tôi ăn cái này, nên là tôi phạm tội với Chúa rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta để ý một tí thì chúng ta sẽ thấy rằng cái điều gì mà Adam muốn nói với Chúa, tức là cái đầu mà ông ta muốn nói đây đó là gì? Cái người nữ mà do Chúa đưa đến cho tôi á, cái người nữ đó làm cho tôi phạm tội với Chúa. Có vậy là ông ta đang trách vợ ông ta? Đúng không ạ? Đó là một cái lời trách khéo. Nên khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta biết rằng nó có những cái sự ẩn dấu ở trong đó. Nhiều khi mình đọc theo cái thượng hạ văn mình cũng không thể hiểu được. Nhưng mà khi mà chúng ta để cái đời sống của mình được hòa vào trong lời của Chúa, chúng ta sẽ biết được cái điều đó nó như thế nào. Amen. Chúng ta phải là cái nhân vật đó. Giống như bây giờ tôi nói rằng bây giờ chúng ta không thấy mình là con người có tội, làm sao mình biết được cái sự tha thứ là thế nào? Và làm sao mình biết rằng mình có thật sự ăn năn thật hay không? Nhiều người ngày hôm nay ai tin Chúa giơ tay được cứu vào thiên đàng? Tất cả nhiều người giơ tay hết. Nhưng mà có phải tất cả những người đó được cứu vào thiên đàng không? Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta về điều gì? Ở đây thì vừa rồi hai tôi tới Chúa là thầy Bro và Sre xuống thành phố điểm nhóm ở tại chúng tôi. Thì có được nghe qua cái ông giáo sư ở bên Mỹ là Phôn Bá, thì ông đã về, ông cũng chia sẻ về cái sự ăn năn. Và cái sự ăn năn mà chúng ta vẫn thường hay nghe là ăn năn rồi bắt đầu chúng ta sẽ giống như là cái kiểu mà tôi nói đó, ăn năn rồi ăn quen, đúng không? Rồi bắt đầu chúng ta sẽ bị ăn đòn, phải không? Thường là như vậy. Nhưng mà nếu như chúng ta cứ nhìn với cái nhìn như thế thì tôi thiết nghĩ rằng chúng ta có ăn năn hoài, chúng ta cũng không bao giờ hết tội. Nên là cái sự ăn năn đó nó không có thay đổi được cái điều gì cho đời sống đức tin, cũng như là cái sự thay đổi về sự cứu rỗi của Chúa cho mình. Nhưng mà nó làm cho chúng ta trở nên một con người vô tín và cứng lòng. Tại sao tôi nói về điều đó? Bởi vì một người ăn năn xong rồi ăn quen, giống như cái đứa con đó, mình nói với nó khi mà nó phạm lỗi, mình đánh đòn nó, bảo lần sau con đừng làm như vậy, dạ 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 con không làm nữa, nhưng mà lần sau nó làm y vậy.
Và cũng đánh nó lần nữa, nó nói lần sau con không làm nữa, nhưng mà lần sau làm y như thế, mà có khi nó làm hơn như thế nữa. Đúng rồi. Thế thì cái điều đó chỉ cho chúng ta thấy cái gì? Hay là chúng ta xem một cái ví dụ khác là bây giờ bảo ở nơi đây cấm đổ rác thì điều gì xảy ra? Ở nơi đó nó đổ rác nhiều lắm, càng cấm thì nó càng đổ. Đúng rồi, càng ăn năn nó càng phạm tội. Tại vì sao? Bởi vì người ta đã in chí bởi cái giáo lý của con người, đặt lên cho người ta cái nền tảng của sự cố gắng mà nó nghịch lại với lời của Đức Chúa Trời. Lời Chúa nói là gì? Hãy trao phó những gánh nặng của chúng ta cho Ngài. Amen. Hãy giao những cái công việc của chúng ta, hãy giao những cái suy nghĩ của chúng ta cho Chúa, để rồi Ngài sẽ làm thành những cái điều mà chúng ta ao ước. Nhưng mà không, khi mà chúng ta đã định kiến một cái điều gì đó ở trong cái suy nghĩ và chúng ta cưu mang ở trong lòng, rồi bắt đầu sao? Chúng ta sẽ làm theo cái ý của chúng ta. Đúng không ạ? Nên là trong sách Châm Ngôn chương 3, một ai đó có thể đọc giúp cho tôi trong câu 5 và câu số 6. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng con người của con. Phàm trong việc, trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn cách nẻo của con. Dạ. Câu số 7 thì nói rằng chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở đây Chúa nói với chúng ta rằng phải hết lòng tin cậy Chúa. Amen. Chúa chỉ cần chúng ta đó là gì? Tin thôi. Chứ Chúa không biểu chúng ta cố gắng làm nha con. Chúng ta xem coi có chỗ nào Chúa bảo chúng ta phải cố gắng làm không? Cái điều của chúng ta đây không phải là cố gắng làm, mà điều của chúng ta đây đó là gì? Hãy tin nơi điều mà Chúa đã làm cho chúng ta. Amen. Amen. Chúng ta phải tin vào cái công việc hoàn tất của Chúa Jesus Christ đã vì cớ tội lỗi của chúng ta mà Ngài chịu chết cho chúng ta. Và khi chúng ta tin về điều đó thì chúng ta sẽ biết ơn Chúa, chúng ta sẽ cảm tạ Chúa. Chứ không phải chúng ta cố gắng để cảm tạ. Amen. Chúng ta không phải đến đây để cố gắng gượng ép mình phải hallelujah, phải ô ngợi khen Chúa. Tất cả những điều đó nó không có giá trị gì với Chúa cả. Nên tại sao dân Do Thái họ thờ phượng Chúa rất là kỉnh kiền, sự thờ phượng của họ rất là tuyệt vời. Họ có một cái nơi thờ phượng rất đẹp đẽ, họ thờ phượng một cái đền thờ rất là trang hoàng và lộng lẫy. Nhưng mà Chúa nói qua tiên tri Ê-sai, và sau đó Chúa Giê-xu lại nhắc lại cái lời của đấng tiên tri Ê-sai: dân này lấy môi miệng thờ phượng ta, nhưng mà lòng của chúng nó xa cách ta lắm. Bởi vì sự thờ phượng của chúng nó chỉ là theo cái lời truyền khẩu của loài người. Nếu chúng ta không tin, chúng ta mở ra sách Mác chương 7, chúng ta sẽ thấy cái điều đó có đúng không? Đó là điều mà người ta không hiểu, đúng không ạ? Người ta cứ cố gắng làm để cho Chúa đẹp lòng. Nhưng mà Chúa có đẹp lòng không? Và Chúa còn quở trách họ nặng nề hơn, bởi vì họ cứ giả hình với Chúa mà họ không biết. Và tí nữa tôi sẽ nói về cái điều đó để quý ông bà anh chị em thấy cái sự thờ phượng của chúng ta. Mà nếu như trong chúng ta ai có cái điều này thì xin Chúa giúp cho chúng ta hãy trở lại với sự thờ phượng thật. Amen. Amen. Hãy trở lại với sự thờ phượng thật. Chúa không biểu chúng ta phải thay đổi điều gì hết. Chúa chỉ nói với chúng ta là gì? Hãy trở lại với Ngài thì Ngài sẽ thương xót. Amen. Amen. Ngài không muốn chúng ta phải cố gắng hay nỗ lực bất cứ điều gì, bởi vì Ngài đã hoàn tất cho chúng ta rồi. Và điều chúng ta bây giờ là chỉ tin. Và bởi đức tin sẽ dẫn đến đức tin. Và khi chúng ta cảm tạ Chúa là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta tin mà chúng ta cảm tạ. Vâng, xin mời ai đó đọc trong Mác chương 7, câu 7 và câu 8. Nếu ai có thì xin đọc cho. Dạ. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặng ra. Các ngươi một điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ lời truyền khẩu của loài người,
Dạ vâng, cảm ơn thầy. Ở đây thì Chúa đã trích lại ở trong sách Tiên tri Ê-sai nói về cái điều mà họ thờ phượng Chúa bằng cái sự giả dối. Như ở trong câu 6 thì Chúa nói rằng gì? Ngài đáp rằng: hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng: dân này lấy môi miếng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Bởi vì họ cố gắng để đạt đến cái sự đẹp lòng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng gì? Dẫu tất cả mọi người ở trên trái đất này một người công bình, có không ạ? Không có người nào hết. Chúng ta không cần phải cố gắng để tỏ ra mình là người công bình. Amen. Nhưng mà chúng ta tin đấng xin công bình cho chúng ta là kẻ có tội, mà tin đấng đã chết thay tội lỗi đó cho chúng ta rồi, thì chúng ta được kể là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta mở ra sách Roma để xem coi điều đó có đúng không. Và chúng ta phải nói rằng lời của Đức Chúa Trời là thật, còn lời của loài người là dối trá. Nên Chúa Giêsu đã nhắc lại ở trong sách Tiên tri Ê-sai nói về điều đó. Người ta chỉ thờ phượng theo lời truyền khẩu của loài người mà bỏ qua điều răn của Đức Chúa Trời. Họ làm theo cái điều răn của loài người mà không làm theo điều răn của Đức Chúa Trời. Hôm qua tôi có, chúng tôi có đến và tiếp xúc với gia đình của một tôi tới Chúa. Ông là một mục sư và hầu việc Chúa coi như là có 80 hội thánh ở tại vùng cao nguyên, và đi huấn luyện cho vùng cao nguyên mấy trăm mục sư dưới ông ta. Thì ông ta mới nói rằng thật sự là cái hệ thống giáo quyền rất là kinh khủng. Khi mà người mục sư trưởng mà đã nói cái gì đó rồi thì coi như là mấy mục sư ở dưới này là làm y chang như vậy, răm rắp, không thể cãi được. Nhưng mà Kinh Thánh không nói. Nhưng mà biểu Chúa nói thì bảo không, mục sư tôi nói là tôi phải nghe. Như thế thì mục sư có cứu được cho chúng ta không ạ? Đây là điều mà chúng ta cần phải biết. Amen. Amen. Hãy trở lại với sự thờ phượng thật. Hãy sống theo lẽ thật. Như có lời chép rằng: các ngươi biết lẽ thật thì chính lẽ thật sẽ buông tha hoặc là giải phóng chúng ta. Amen. Còn nếu chúng ta chưa nhận được lẽ thật, chúng ta chưa biết lẽ thật, thì chúng ta vẫn còn ở trong sự trói buộc, cầm hãm của Satan ma quỷ, và nó sử dụng những con người của tôn giáo để cột trói chúng ta vào trong cái sự mà chết đời đời giống như nó. Mục đích của ma quỷ đó là gì? Cướp, giết và hủy diệt đời sống của tôi và quý vị. Nó không muốn chúng ta hiểu biết lẽ thật để rồi chúng ta được sự sống đời đời đâu. Nên sách Phúc Âm Giăng chương 17 câu 3, lời của Chúa Giêsu phán rằng: vả sự sống đời đời, tức là nhìn biết Cha là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Chúa Giêsu Christ là Cha đã sai đến. Đó là sự sống đời đời của những kẻ tin, không phải là những kẻ làm đâu thưa quý vị. Amen. Chúng ta có làm công bình bằng người Do Thái không? Chúng ta có phải là dân tuyển chọn của Đức Chúa Trời không? Không. Chúng ta chỉ là dân ngoại. Chúng ta không biết gì về Đức Giê-hô-va. Chúng ta cũng không biết gì về Chúa Giêsu Christ. Ngày hôm nay một ai đó đến hỏi quý vị: quý vị tin Chúa Giêsu, làm sao quý vị biết có Chúa Giêsu? Chúng ta sẽ trả lời với họ như thế nào? Tôi thấy là những người trong giáo hội thì họ nói rằng tôi phải về tôi hỏi mục sư của tôi. Tại mục sư của tôi mới có trình độ để giúp cho quý vị thấy được Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa lại bảo là gì? Chính những người có tấm lòng đơn sơ như con trẻ đó sẽ bày tỏ về nước thiên đàng của Đức Chúa Trời. Ở đây chỉ có những người có tấm lòng đơn sơ như con trẻ thì mới có nước thiên đàng thật, thưa quý vị. Tôi không biết rằng ai trong chúng ta có nước thiên đàng, nhưng điều tôi biết, ai có đấng Christ ở trong người đó thì người đó có thiên đàng thật. Amen. Và đó là cái điều mà tại sao chúng ta phải tin. Sách Roma chương 4, trở lại với cái đề tài mà tôi muốn nói với quý ông bà anh chị em, trong câu 4 và câu số 5, chúng ta nếu có thì cùng nhau đọc rất là tốt, để chúng ta sẽ giống như những người ở thành Bê-rê
tử tế với lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng nhau đọc. Và đối với kẻ nào làm thì tiền công không kể là ơn, nhưng kẻ là nợ. Còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Amen. Vậy thì đạo của Chúa có phải là đạo chúng ta phải làm không? Chúa bảo là gì? Chúng ta tin đấng, coi như là gì? Tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Vậy vậy thì đạo của Chúa ở đây đơn giản đó là gì? Chỉ tin những điều mà Chúa đã hứa với chúng ta. Mà nếu chúng ta không tin thì thôi, cũng chả làm được cái gì nữa. Đúng không? Nên Chúa nói với lại bà Ma-thê với bà Ma-ri ấy, bảo là bây giờ hai người đàn bà đến nói: Chúa ơi, nếu mà có Chúa ở đây thì anh con không chết. Chúa Giê-xu bảo: thôi bây giờ nếu mà anh ngươi chỉ ngủ thôi, ngươi tin không? Thì bà Ma-thê nói sao? Con tin, nhưng mà tin sao? Anh con sẽ sống lại đời sau. Ngày sau rốt, Chúa sẽ làm cho anh con được sống lại. Chúa bảo: không, ta hỏi ngươi là ngươi có tin là ta sẽ làm cho anh ngươi sống lại không? Nếu mà nói theo cái nhìn về cái sự mà cái sự thật thì chúng ta thấy là gì? Đúng rồi, người này chết thối 4 ngày rồi. Đúng không ạ? Nhưng mà Chúa Giê-xu bảo là gì? Nó chỉ có ngủ thôi. Ngươi có tin không? Ta kêu nó sống lại, ta kêu nó sẽ ra, ta kêu nó sẽ tỉnh dậy. Bây giờ chúng ta tin cái sự thật hay là chúng ta tin vào lời của Chúa Giê-xu là lẽ thật? Chúng ta tin cái nào? Sự thật thì người này chết rồi. À, tôi thấy rằng cái cô này đang ngồi ở đây, chân đang bị sưng đúng không? Đang bị khớp đúng không? Và cô có tin rằng Chúa Giê-xu là đấng sẽ chữa bệnh cho mình không? Tin. Tin à? Cô có dám tin không? Tin là Chúa chữa lành không? Hay là mình chấp nhận để rồi coi như là mình sống với cái bệnh và rồi mình chết mang theo? Mình có tin rằng Chúa Giê-xu là đấng đã cất đi tội lỗi của mình? Amen. Chúa Giê-xu là đấng cất đi bệnh tật của mình? Amen. Mà Kinh Thánh nói rằng ngươi tin điều đó hay không? Nếu mà ngươi nhìn vào đời sống của ngươi, ngươi có thay đổi được điều gì không? Chúng ta ăn năn rồi chúng ta sẽ phạm tội tiếp. Chúng ta có thay đổi được điều gì không? Giống như một người mà đi học á, học xong bắt đầu cái rồi lại ở lại lớp, gọi là lưu ban, xong bắt đầu học tiếp rồi ở lại lớp tiếp, xong rồi học tiếp rồi lại ở lại lớp tiếp. Cuối cùng người đó có muốn học không? Thôi nghỉ học cho rồi. Đúng rồi. Và cái sự ăn năn của chúng ta nó cũng giống như thế. Chúng ta cứ ăn năn rồi chúng ta ăn quen rồi chúng ta bị ăn đòn rồi thôi bỏ Chúa luôn đi cho rồi. Đi theo Chúa mà sao còn bệnh tật, đi theo Chúa mà sao còn thiếu thốn, đi theo Chúa mà tại sao chúng ta còn nhiều sự nghèo khổ. Có phải Chúa muốn chúng ta như vậy không? Nếu chúng ta tin điều đó, chúng ta cứ nhận điều đó đi. Bởi vì đạo của Chúa là đạo đức tin. Kinh Thánh bày tỏ là Ngài vốn giàu trở nên nghèo khó để cho chúng ta được trở nên giàu có. Cái sự giàu có ở đây tôi không nói về vật chất, nhưng mà cái sự giàu có ở đây đó là gì? Tâm linh của chúng ta được đầy dẫy sự sống của Chúa ở trong chúng ta. Và những điều gì ở trong chúng ta có thì ở ngoài nó sẽ có. Amen. Ngài vốn giàu có trở nên nghèo để cho chúng ta được giàu. Ai tin điều đó sẽ nhận lãnh được. Người bệnh có cần thầy thuốc không? Rất cần. Thầy thuốc đời này chúng ta rất cần. Nhưng mà có khi chữa khỏi, có khi không khỏi. Có bệnh chữa hết, có bệnh không chữa hết. Nhưng mà Chúa Giê-xu là gì? Danh y đại tài, không có bất cứ bệnh tật nào mà Ngài không chữa khỏi. Nhưng mà điều cần thiết cho đời sống của chúng ta đó là gì? Phải tin Ngài là đấng có thể làm được. Và Ngài làm điều đó cho chúng ta, nếu chúng ta tin. Đức tin là ngay chính bây giờ. Không cần chúng ta phải đặt tay, không cần chúng ta phải la lối, không cần chúng ta phải chửi bới ma quỷ nó mới ra. Nhưng bởi đức tin của người bệnh. Nếu như người bệnh có tội, Chúa sẽ tha. Amen. Và chúng ta làm theo trên tinh thần lời Chúa. Hãy mời các trưởng lão đến đặt tay cầu nguyện nhân danh Chúa để sức dầu cho người bệnh. Đoạn người bệnh có tội thì Chúa sẽ tha thứ người đó. Và chúng ta có làm điều đó chưa? Nếu chúng ta không tin, chúng ta sẽ không làm.
Amen. Chúa có thể sử dụng trong tôi và quý vị, anh chị em ở đây, ngay cả thậm chí một cháu bé rất nhỏ. Amen. Bởi đức tin của nó. Nếu quý vị mở trên YouTube, quý vị sẽ thấy có những cháu bé rất là nhỏ thôi, cầm kinh thánh giảng cho cả hàng ngàn người. Có những cháu bé rất nhỏ, đặt tay, nhiều người được chữa bệnh, nhiều người được lành. Chỉ tin thôi thưa quý vị. Nếu mà nói, ô cái thằng này con nít, cái con bé này con nít thôi, làm sao có thể làm được? Không, nó không có kinh nghiệm gì ngoài đức tin. Amen. Đức tin không có sự kinh nghiệm ở đây. À, tôi có kinh nghiệm là đức tin là phải kiểu này, không. Chúa bảo nếu ngươi tin thì điều đó sẽ xảy ra. Còn nếu chúng ta nhìn vào sự thật đúng, người này chết rồi, người này bệnh rồi, chỉ có đưa đến bác sĩ thôi. Hoặc người này chết rồi đem vào mồ và chôn chứ. Làm sao có thể cho nó sống được? Làm sao có thể chữa được? Chúng ta đâu phải là bác sĩ đâu. Đúng không ạ? Sự thật là đúng, chúng ta đâu phải bác sĩ. Nhưng mà chúng ta có một đấng để trông cậy, và đấng đó là thành tín. Con người hứa với chúng ta có thể dối trá, nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ dối trá thưa quý vị. Nhưng nếu quý vị không tin thì đồng nghĩa là tôi và quý vị đang cho Chúa là đấng nói dối. Đúng không ạ? Ví dụ như giờ tôi có bệnh, tôi bảo thôi bây giờ bệnh thì chắc Chúa cũng không làm đâu, thôi mình phải đi bác sĩ. À thì thôi mình tin bác sĩ thì Chúa cũng cho bác sĩ người ta chữa thôi. Nhưng mà đồng nghĩa là gì? Chúng ta không tin, không tin lời của Ngài. Mặc dù chúng ta vẫn thuộc lòng câu kinh thánh là Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và đời đời không bao giờ thay đổi. Và những việc của Chúa Giêsu làm ở trên đất này, người câm được nói, người mù được thấy, người điếc được nghe, người què được đứng dậy, và người chết được sống lại. Nhưng nếu chúng ta không tin điều đó, chúng ta có nhận lãnh được điều gì không? Và kinh thánh nói rằng Ngài không thể ban phước cho một con người mà không tin. Nên những con người sống không có đức tin thì không thể làm cho Chúa vui lòng. Giống như bây giờ các quý, những người nam ở đây, chúng ta đang ngồi đấy, khi mà mình có người con của mình nói với nó, con hãy đi làm điều đó đi, ba sẽ thưởng cho con. Nhưng mà nó nói không tin, nó nói ba nói dối. À, thì chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Chúng ta có vui không? À, không thể vui được, đúng không ạ? Đó là điều mà chúng ta thấy. Chúng ta hãy đặt cái vị trí của chúng ta vào trong cái điều mà Kinh Thánh bày tỏ với chúng ta như thế nào. Vậy thì trở lại với cái điều mà tôi muốn hỏi quý vị. Bây giờ người ta hỏi chúng ta về Chúa của chúng ta, là đấng chúng ta không thấy, làm sao chúng ta tin? Bây giờ ở đây trong chúng ta ai đã được thấy Chúa? Có ai thấy Chúa không ạ? À, chưa ai thấy Chúa. Vậy tại sao chúng ta lại phải tin? Tin một cái đấng mà chưa thấy, mắt không thấy, tai cũng chưa được nghe tiếng Chúa nữa, thì làm sao chúng ta tin? Tin cái gì đây? Đúng rồi, chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Vậy thì Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta là lời của Đức Chúa Trời là thật, lời của loài người là dối trá. Như có chép ở trong sách Phúc Âm Giăng chương 1, thì chúng ta biết là gì? Ban đầu có ngôi lời, và ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời chính là ai? Chúng ta mở ra xem coi cái điều đó nói với chúng ta về điều. Đây là cái điều mà tại sao chúng ta cần phải biết, để rồi chúng ta tin, và chúng ta xác định cái đức tin đó của chúng ta một cách chắc chắn, chứ không phải tin một cách mơ hồ, hay là người ta hỏi mình cái thôi mình ú a ú ớ không biết kiểu gì. Bây giờ ta hỏi tin Chúa không, thấy Chúa rồi sao tin, rồi mình giải thích sao? Bảo tôi về tôi hỏi ông mục sư tôi, rồi ông mục sư ông cố gắng ông nặn từ nặn chữ ra để rồi giải thích cho cái người đó, rồi người ta có tin không? Tại vì ông mục sư đâu có đức tin đâu. Ông mục sư không có đức tin thì tín đồ cũng không cần có đức tin. Và tín đồ không có đức tin thì làm sao để có thể bày tỏ đức tin cho cái người không biết Chúa? Và Chúa nói là người mù mà dắt kẻ mù, thì cả hai xuống hố. Cảm ơn Chúa bởi đức tin, tấm lòng đơn sơ của những người hầu việc Chúa ở tại phòng nhóm nhỏ bé này, và các thánh đồ nhỏ bé ở đây đã có cái đức tin
để rồi gửi gắm cái tấm lòng trao gửi vào nơi cái người mà Chúa dùng để dẫn dắt. Và đó là cái điều mà bởi đức tin, phải không ạ? Nếu như bây giờ quý vị không tin rằng cái người này là cái người mà Chúa dùng để dẫn dắt lời Chúa cho chúng ta, thì chúng ta có tin người này không? Nếu mà chúng ta không nghe cái người hay người này nói, thì chúng ta có tin người đó không? Cũng giống như vậy. Nếu chúng ta không tin lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta có tin Đức Chúa Trời không? Vậy thì Chúa là ở đâu? Chúng ta phải khẳng định với tất cả mọi người: đúng, tôi không thấy Chúa, tôi cũng chưa nghe tiếng Chúa luôn, tôi cũng chưa từng cảm nhận về Chúa một cách như thế nào. Cũng có thể là có những người đã có, nhưng mà điều tôi nhận lãnh Chúa ở đây không phải là nhận lãnh bởi cảm giác, cảm xúc hay là sự cảm biết nào đó của tôi, mà tôi nhận biết Chúa đó là gì? Bởi tôi tin vào Chúa, chính là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc ở trong Giăng 1 đoạn 1 câu số 1 thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng. Và chỉ có lời của Chúa mới đem đến sự giải phóng cho đức tin của chúng ta. Và chúng ta phải tin thì chúng ta mới có đức tin. Xin chúng ta cùng đọc câu 1. Giăng đoạn 1 câu số 1. Ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Và ngôi lời đó là ai, chúng ta có biết không? À, ngôi lời là chính Chúa Giêsu Christ. Nếu chúng ta xem ở trong câu 14, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Vậy thì ngôi lời đã trở nên xác thịt, đó là chính Chúa Giêsu Christ. Nếu không có đấng từ trời đến thế gian này, thì chúng ta có biết rằng Đức Chúa Trời là ai không? Giống như dân Do Thái cũng vậy. Mặc dù có luật pháp của chữ là Môi-se, mặc dù có sự coi như là biết về Kinh Thánh, nhưng mà có biết Chúa là ai không? Nếu chúng ta xem tiếp ở trong Giăng đoạn 1 thì nói rằng gì? Câu số 10. Ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Câu số 11 nói rằng Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Xứ của Ngài là xứ nào chúng ta biết không? Xứ Do Thái. Người Do Thái là người mà Đức Chúa Trời tuyển chọn. Nhưng mà khi Chúa đến thì họ có biết không? Họ không biết Chúa là ai hết. Và thậm chí sao? Họ tìm cách để giết Chúa. Và chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Nếu chúng ta không biết Chúa, chúng ta cũng sẽ giết Chúa giống như vậy. Chúng ta thấy rằng những con người mà hô hào Hosanna, 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 ngợi khen Chúa Giêsu là đấng vĩnh hiển từ trời đến, nhưng mà rồi sau đó họ sao? Chính họ cũng là những con người hãy đóng đinh cái thằng đó vào trong thập tự giá, hãy đóng đinh nó đi. Và đời sống của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không biết Chúa một cách rõ ràng, chúng ta sẽ tin Chúa sơ sơ, tin Chúa lơ mơ, tin Chúa lờ mờ, tin Chúa lờ vờ. Và rồi chúng ta sẽ đi cái con đường dẫn đến sự chết, là con đường tối tăm. Nên đây là điều mà chúng ta cần phải biết cái lẽ thật là cái gì, chứ không phải nói một cách suông suông cho nó có xong chuyện, đúng không ạ? Hay là học một mớ lý thuyết giáo lý của mục sư đề ra, hay là của tín lý này, hay là một cái giáo phái nọ. Đến ngày chúng ta gặp Chúa, Chúa có hỏi ngươi ở giáo phái nào không? Chúa có hỏi tôi và quý vị điều đó không? Hay là đến ngày mà khi mà Chúa nói rằng bởi vì ngươi ở cái hệ phái này nên là ngươi sẽ được ban thưởng không? Nhưng mà Chúa nói là gì? Kẻ nào thắng, Chúa sẽ ban cho những cái điều mà Chúa hứa. Vậy thì kẻ nào thắng là kẻ nào thắng, quý vị? Có phải chúng ta thắng không? Chúng ta tin đấng đã đắc thắng, để rồi chúng ta được thắng giống như đấng mà đã làm cho chúng ta được thắng, như ở trong Giăng đoạn 16 câu 33. Đúng không ạ? Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng bền chí, vì ta đã thắng thế gian rồi. Chúng ta có thắng được không? Nếu mà bởi sức chúng ta thì không thắng được đâu, đúng không ạ?
Nhưng mà bởi vì chúng ta tin Đấng đã đắc thắng thế gian rồi thì chúng ta tin Đấng đó sẽ làm cho chúng ta được đắc thắng. Amen. Vì ngoài Chúa Giêsu ra chúng ta không làm được chi cả. Và những điều Chúa Giêsu nói với chúng ta hãy tin như vậy. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm một bất cứ điều gì. Vì Chúa biết con người chúng ta đã quá nhiều gánh nặng rồi. Bây giờ chúng ta đi theo tôn giáo đời này cũng vậy thôi. Người ta sẽ biểu chúng ta hãy làm điều này, hãy làm điều kia và chất thêm nhiều gánh nặng cho chúng ta. Đúng không ạ? Làm một tháng thì không bao nhiêu tiền, rồi bắt phải dâng hiến, rồi phải thế này thế kia, phải thế nọ. Đúng không ạ? Chúa bảo là gì? Từ lòng của chúng ta. Nhưng mà lòng chúng ta không muốn dâng, nhưng mà người ta bắt dâng thì mình phải dâng chứ. Thấy người kia dâng mình không dâng không được. Thấy người kia có đức tin mà mình không có đức tin không được. Và đó là cái sự ăn theo con người. Đúng rồi. Hay là thấy ông này ông giảng như vậy, mình phải cố gắng mình làm giống như ông nói. Mình thấy ông giảng hay quá, mình cũng phải cố gắng giảng hay giống như ông. Để làm gì? Để cho con người công nhận. Phải không? Và Kinh Thánh đó là gì? Điều gì mà con người gọi là tôn trọng á? Điều gì mà con người tôn trọng thì sao? Chúng ta cùng nhau mở ra sách Phúc Âm Giăng chương 10 sách Phúc Âm Luca. Vâng, xin lỗi, sách Luca. Sách Luca chương 16 câu 15. Và chúng ta sẽ thấy rằng cái điều gì mà Chúa Giêsu đang nói ở đây. Chúa biết rõ tất cả những cái điều mà trong lòng của tôi và quý vị. Và không có điều gì mà Chúa không biết. Chúng ta cùng nhau đọc ở trong câu số 15, sách Luca, chương 16. Dạ vâng. Nếu chúng ta đã có, xin chúng ta cùng nhau đọc. Ngài phán cùng họ rằng, các ngươi làm bộ công bình qua mặt người ta, song Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi, vì sự người ta tôn trọng là sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy đây là một trong những cái điều mà những con người mà đã đề cao nhau rồi đó không bao giờ dám nói vấn đề đó. Đúng không ạ? Khi họ đã đề cao con người rồi thì sao? Không bao giờ dám đụng chạm con người. Nhưng mà Kinh Thánh nói là gì? Lời của Đức Chúa Trời như là búa để đập vỡ cái đá lòng của chúng ta. Đập vỡ đi cái sự kiêu ngạo của chúng ta. Đập vỡ đi cái sự cứng gọi của chúng ta. Đập vỡ đi những cái sự mà hiểu biết khôn ngoan, lý luận hay là ý riêng của chúng ta. Amen. Đó là lời của Đức Chúa Trời. Lời loài người là dối trá, lời của Đức Chúa Trời là thật. Vậy thì chúng ta tin lời nào? Nếu chúng ta tin lời Đức Chúa Trời thì hãy nhận lãnh lời đó cho chính mình. Amen. Đừng có nhìn qua người kế bên của chúng ta bảo sao ngươi không làm theo lời Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta không cần nhìn vào các cái hệ phái hay những cái tôn giáo nào cả. Chúng ta hãy nhìn lời của Đức Chúa Trời vào trong chính đời sống của mình. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Đó là điều mà chúng ta thấy rằng lời của Đức Chúa Trời hành động ở trong lòng của những người tin. Xin một câu Kinh Thánh nữa để khẳng định cái điều đó cho chúng ta. 1 Tê-sa chương 2 câu 13. Tôi thích chúng ta cùng nhau đọc. Để rồi chính lời đó sẽ đụng chạm đến lòng của tôi và quý ông bà anh chị em. 1 Tê-sa chương 2 câu 13. Nếu chúng ta có thì xin chúng ta cùng khởi sự. Bởi vậy chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời. Vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Lời của Đức Chúa Trời có phải là quyển Kinh Thánh này không thưa quý vị? Có phải không?
À, cũng đúng đúng không ạ? Lời của Đức Chúa Trời là chính là quyển Kinh Thánh chúng ta đang có. Nhưng mà bây giờ làm sao để chúng ta biết lời Đức Chúa Trời nếu như chúng ta không xem những điều mà Ngài muốn nói với chúng ta? Amen. Nhiều khi ngày hôm nay chúng ta thấy rằng rõ ràng chúng ta vất vả, hối hả, mệt lạ, rồi có khi gục ngã, để rồi chúng ta sẽ cũng phải giống như dân ngoại là chết đi vào trong mồ mả. Và cuộc đời của chúng ta nó như vậy. Và chúng ta sẽ không thay đổi được điều gì nếu như không có lời của Đức Chúa Trời đến với chúng ta. Amen. Amen. Cuộc đời của chúng ta sẽ không bao giờ có sự thay đổi nào nếu như lời của Đức Chúa Trời không đụng đến lòng của tôi và quý vị. Cuộc đời của chúng ta sẽ không bao giờ có sự phước hạnh nếu như đời sống của chúng ta không có đức tin nơi lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ thấy ở đây, đây là câu Kinh Thánh để giúp đỡ đức tin cho những người bệnh tật hôm nay. Và tôi muốn anh chị em sẽ nhận được sự chữa lành đó ngay tức thì bởi chính đức tin của anh chị em. Không cần phải các trưởng lão đặt tay cầu nguyện, không cần phải có giáo sư, giáo sĩ nước ngoài đầy ơn của Chúa để cầu nguyện cho chúng ta, mà chính chúng ta sẽ nhận lãnh được quyền năng của cánh tay Đức Chúa Trời sẽ rờ đụng đến cái sự bệnh tật đó của chúng ta. Amen. Và tất cả chúng ta đây đều là có bệnh hết thưa quý vị. Mà tôi đã nói là cái bệnh lớn nhất của chúng ta đó là cái bệnh tâm linh của chúng ta, cái bệnh mà vô tín của chúng ta, cái bệnh mà cái sự ngu dại không vâng lời Đức Chúa Trời trong chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện để rồi Chúa rờ đụng đến cái điều đó. Xin mời quý ông bà anh chị em chúng ta sẽ xem ở trong sách Xuất Ai Cập ký chương 15. Đây là lời của Giê-hô-va Đức Chúa Trời trong Cựu Ước đã phán với những người có một tấm lòng khao khát lẽ thật của Chúa Giê-xu. Vâng, tôi muốn rằng tất cả chúng ta sẽ đọc câu Kinh Thánh này để chính Ngài là đấng sẽ làm thành lời mà Ngài đã hứa với chúng ta. Xin chúng ta cùng nhau khởi sự đọc chung trong sách Xuất Ai Cập ký chương 15 câu 26. Chúng ta có thể chờ đợi nhau một tí. Rất cần cho những người biết mình có bệnh. Amen. Những người có bệnh nên phải biết cái câu này. Và đây là lời hứa cho chúng ta mà chúng ta phải đáng đem lòng tin để nhận lãnh cho chính mình. Bây giờ bác sĩ hay là người nào đó giới thiệu cho chúng ta một người bác sĩ giỏi sẽ chữa bá bệnh cho chúng ta, bằng mọi giá chúng ta có đi không? Nếu mình có bệnh, bằng mọi giá phải đi đó. Tôi thấy có người bán nhà, bán cửa, bán trâu, bán bò, bán luôn cả coi như là những cái con vật yêu quý của họ, bán những cái đồ vật yêu quý của mình để làm gì? Để đi đến với cái người thầy giúp cho mình hết bệnh đó. Và trong Kinh Thánh có nói về cái người đàn bà đó đúng không ạ? 12 năm bị bệnh mất huyết, tốn tiêu hết tài sản để đi các thầy chữa bệnh cho mình, nhưng mà có khỏi không? Không hết. Đó là cái bệnh nan giải. Nhưng khi đến với Chúa Giê-xu, rờ đụng được chính Ngài với chân áo của Ngài, thì tất cả mọi nan đề của bà ta mười mấy năm cố gắng đều được giải quyết hết. Amen. Tiền mất tật mang, nhưng mà bây giờ tiền không mất mà sao? Tật được chữa khỏi. Chúng ta sẽ xem câu 26. Xin chúng ta đọc chậm rãi và đọc hai lần trong câu Kinh Thánh này. Ngài phán rằng, nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô, vì ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho ngươi. Amen. 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 Amen là gì quý vị biết không? Cầu được như là đồng ý, là xin điều đó xảy ra cho con. Và trong Khải Huyền chương 3 câu 14 nói rằng Ngài là đấng Amen. 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 Ngài là đấng sẽ làm điều đó cho chúng ta, chứ không phải chúng ta làm đâu. Amen. Nên tôi không phải là bác sĩ,
Tôi không biết cái bệnh nào hết á. Nhưng mà ai có bệnh gì hãy đến, tôi sẽ cầu nguyện để chữa bệnh sẽ hết, nếu bởi đức tin. Amen. Chứ tôi mời bác sĩ. Để ta đọc lại một lần nữa. Ngài phán rằng, nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ai Cập, vì ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho ngươi. Chúng ta có amen không ạ? Amen. Amen. Cô có amen không? Amen. Ngài là đấng chữa bệnh cho cô. Chỉ tin thôi. Chỉ tin thôi. Tôi muốn giải thích một số vấn đề ở đây để rồi chúng ta không bị mắc những cái sai lầm những ngày trước mà chúng ta đã in bởi những cái giáo lý của nền tảng con người. Ở đây thì tôi nhận được từ nơi Chúa và muốn bày tỏ với quý ông bà anh chị em một số vấn đề trong câu Kinh Thánh này, tại vì chúng ta rất là dễ bị lầm lẫn. Ngài phán rằng, nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Ở đây chúng ta để ý cái từ chăm chỉ nghe lời. Điều đầu tiên Chúa đòi hỏi chúng ta là những người tin, đó là gì? Hãy chăm chỉ nghe lời. Lời ai thưa quý vị? À, lời Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi. Điều đầu tiên Chúa yêu cầu tôi và quý vị có cái lỗ tai. Amen. Amen. Nên Chúa bảo là mau nghe, chậm nói là vậy. Tôi nói nhiều chưa chắc đã nhận được như anh chị em. Nên đừng có nghĩ là tôi đứng đây để tôi giảng hay là tôi dạy cho anh chị em, mà chính tôi là người dạy, nhưng chính tôi là người học anh chị em đó. Tại vì anh chị em đã vâng lời Chúa, có cái lỗ tai để nghe. Amen. Nếu Chúa không sử dụng tôi để nói thì xin Chúa giúp tôi để tránh xa cái nơi này như là lửa của địa ngục. Amen. Amen. Tại vì khi mình nói nhiều, mình há miệng là mắc quai đó. Há miệng là mắc quai đó. Đừng tưởng mình nói hay mà mình làm được đâu. Nhưng mà cảm ơn Chúa Giê-xu Christ. Có phải chúng ta làm được không? Không một người nào có thể làm được, mà Chúa Giê-xu Christ mới có thể làm được. Amen. Tôi cũng như quý ông bà anh chị em thôi, không ai làm được gì hết đâu. Chúng ta không để tự làm cho mình hết bệnh được, chúng ta không để tự làm cho tâm linh mình sống được, chúng ta không thể làm cho cái sự buồn ngủ của chúng ta trở nên tỉnh thức được, chúng ta không để làm cho chúng ta cái tâm linh chết để trở nên một tâm linh sống, nếu như không phải là Christ Jesus ở trong chúng ta. Ở đây tôi muốn nói với anh chị em cái điều thứ hai. Làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài. Chúng ta để ý cái từ làm ngay thẳng. Từ nãy giờ tôi đang nói về tin, mà bây giờ ở đây Chúa lại bảo là phải làm, mà làm ngay thẳng. Hóc búa không quý vị? Nên đây là một trong những cái điều mà tại sao chúng ta thấy rằng Chúa mới nói là gì? Dân của Chúa bị tiêu diệt vì thiếu sự hiểu biết. Ở đây Chúa không nói là họ không hiểu. Chúng ta là những người tin Chúa, ở đây chúng ta đều hiểu biết chứ, đúng không? Phải hiểu biết mới tin Chúa chứ. Chứ tự nhiên bảo ô tin Chúa đi là tin Chúa, có phải vậy không? Không. Chúng ta tin Chúa để được hưởng nước thiên đàng. Chúng ta tin Chúa để được sự sống đời đời. Chúng ta tin Chúa để được những lời hứa của Chúa. Nhưng mà tin như thế nào? Ai cũng nói là tin hết. Nhưng mà Chúa bảo là gì? Chúng ta phải hiểu biết. Mà hiểu biết ở đây đó là gì? Hiểu biết một cách đầy đủ, chứ không phải là hiểu biết một cách thiếu thốn. Amen. Khi chúng ta học hành cũng vậy, chúng ta phải học cho tới nơi tới chốn, chúng ta thi cử mới thành đạt, đúng không ạ? Chứ không bỏ bài, không có giảm bớt đi, mà cũng đừng có cố gắng thêm vào. Amen. Chúa bảo lời Chúa không được thêm, mà cũng đừng có bớt. Nếu chúng ta thêm vào, Chúa thêm vào, ai bớt Chúa sẽ bớt đi phần phước hạnh. Nên chúng ta là những người tôi tớ Chúa, hãy cẩn thận về điều này. Chúng ta phải ngay thẳng với Chúa. Cái sự ngay thẳng ở đây không phải là chúng ta là người tốt,
không phải là người đạo đức, không phải là người công bình. Sự ngay thẳng ở đây không phải chúng ta là người đàng hoàng, sự ngay thẳng ở đây không phải chúng ta là một người tốt đẹp. Nhưng sự ngay thẳng ở đây đó là gì? Là chúng ta dám nhìn nhận cái con người thật của chúng ta với Đức Chúa Trời. Cái con người bất lực của chúng ta, con người bất năng của chúng ta, con người tội lỗi không thể trở thành thánh nhân, mà chỉ có Chúa Giêsu Christ mới có thể làm điều đó cho chúng ta. Amen. Amen. Chỉ có Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta phải khẳng định cái điều đó cho chính đời sống của chúng ta. Chúng ta phải đáng đem lòng tin điều đó để nhận lãnh cho chính mình. Amen. Chứ không phải cho gia đình mình đâu. Nên khi tôi đến gặp hai tôi tới Chúa đây, tôi nói là gì? Chúa không biểu mình cố gắng giữ cái bầy. Amen. Amen. Cái bầy nó muốn đi đâu đi kệ nó là bầy của Chúa chứ không phải của mình. Amen. Amen. Chúng ta đừng có giữ nó, mà hãy để Chúa giữ mình. Amen. Để rồi chính mình Chúa sẽ giữ bầy. Amen. Chứ mình có giữ được bầy không? Amen. Phòng nhóm của tôi, Chúa cho ở dưới đó đó. Tôi bảo thôi, muốn đi đâu đi, muốn nhóm đầu nhóm, không quan trọng. Quan trọng là anh chị em có Chúa hay không. Chứ anh chị em đến nhóm, anh chị em đâu có Chúa thì anh chị em nói Chúa nó làm cái gì, nó mắc công. Đúng không? Chúa bảo dân này lấy môi miệng thờ phượng Chúa, mà lòng nó xa cách ta lắm. Nó không tin. Nó không tin rằng ta đang ở đây. Nó không biết rằng Chúa đang hiện diện với nó. Vậy thì cái sự tin đó của chúng ta vô ích. Phao-lô khẳng định về cái tin lành mà ông ta rao giảng. Nếu như ai mà rao giảng một tin lành nào khác cái điều mà tin lành mà Phao-lô rao giảng, thì người đó sẽ bị anathema. 1 Cô-rinh-tô chương 15 nói rằng ai mà giảng tin lành mà khác với cái tin lành mà Phao-lô đã giảng thì dầu người đó có tin cũng vô ích. Nên không phải là tin là cứ chỉ là tin, mà tin nhưng phải biết. Biết và phải nhận lấy cho mình. Amen. Chứ không phải mình đi dạy người ta nhưng mà bản thân mình bỏ lại đó. Phao-lô đã khẳng định như vậy, đúng không ạ? Tôi và quý vị có hơn Phao-lô không? So về đức tin chúng ta còn xa lắm, đúng không? So về sự hy sinh của chúng ta chưa là cái gì cả. So về sự mà trả giá của chúng ta chưa có gì cả. So về cái sự mà nghe lời Chúa chúng ta chưa là cái gì cả. Khi mà Phao-lô đi giảng, quý vị thấy không? Một người tên là Ơ Tích ngồi trên lầu, đến nỗi mà ngủ gật, té xuống chết luôn. Nghe lời Chúa mệt quá. Mệt chưa? Nên là dân Israel cũng nghe lời Chúa cảm thấy mệt mỏi. Tối ngày ở trong đồng vắng ăn mana, uống nước lạnh, nghe Môi-se giảng đạo, nó chán hơn cơm nếp. Thế thì chúng ta nhóm chúng ta không thấy sự tươi mới, bởi vì chúng ta không có đức tin. Một người có đức tin sẽ luôn luôn dẫn đến đức tin. Một người không có đức tin sẽ không bao giờ có đức tin. Amen. Amen. Vậy thì công việc của chúng ta làm là gì, thưa quý vị? Đây là sự ngay thẳng của chúng ta trước mặt Ngài. Đây là sự làm ngay thẳng. Không phải chúng ta cố gắng gồng mình để làm theo lời Chúa. Tất cả những điều đó chỉ là vô nghĩa thôi. Chúng ta xem ở trong sách Tin Lành Giăng chương 6. Sách Tin Lành Giăng chương 6. Lời Chúa nói với chúng ta về cái điều hãy làm việc ở đây là làm việc gì? Làm việc như thế nào là làm ngay thẳng? Tin Lành Giăng chương 6 từ câu 27 cho đến câu 29. Vâng, nếu mà chúng ta đã có thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc chung trong 3 câu kinh thánh này. Sách Tin Lành Giăng chương 6 từ câu 27 cho đến câu 29. Xin khởi sự. Hãy làm việc chớ vì đồ ăn hay hư nếp, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Vì ấy là con mà cha, tức là chính Đức Chúa Trời đã ghi ấn tín của mình. Chúng thưa rằng, chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc của Ngài. Chúng ta đọc lại câu 29. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc của Ngài. Công việc của Ngài đối với chúng ta, hay là cái công việc của chúng ta đối với Ngài, đó là cái gì chúng ta biết không? À,
Kinh Thánh nói một lần nữa đó là gì? Các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc của Ngài. Amen. Đó là công việc của Ngài. Đó là những người hầu việc Ngài đó. Những người hầu việc Chúa là gì? Là những người tin vào công việc của Chúa Giêsu đã hoàn tất ở trên thập tự giá rồi. Amen. Không một người nào amen sao? Amen. 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 Chúng ta có đồng ý không? Amen. 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 Khi chúng ta amen, Chúa sẽ làm điều đó cho tôi và quý vị. Chứ không phải tôi làm hay là quý vị làm đâu. Amen. Nên là cái sự amen của chúng ta nó không có thừa. Tại vì amen là chúng ta biết rằng Chúa sẽ làm điều đó cho con. Không phải là nỗ lực của chúng ta, không phải bởi cái sự ngay thẳng gì ở trong chúng ta là đàng hoàng, tử tế, đạo đức hay tốt đẹp gì hết. Nhưng mà đó là gì? Là Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta bởi điều mà chúng ta không làm được đó. Để rồi chúng ta mới nhờ cậy Ngài một cách đúng nghĩa. Và tôi muốn định nghĩa thêm một cái sự khiêm nhường ở đây cho chúng ta biết là như thế nào. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của Môi-se. Môi-se thì trong Dân Số Ký đoạn 12 câu 3, lời của Chúa phán với Miriam và Aaron là người chị và người anh ruột của Môi-se. Và Chúa nói khi mà họ lầm bầm trách móc Môi-se là người lãnh đạo của họ, mặc dù Môi-se là em ruột ở trong gia đình của họ, nhưng mà Chúa nghe những cái lời xúc phạm của họ đối với Môi-se. Và Chúa đã khẳng định với Miriam và Aaron rằng Môi-se là người khiêm hòa hơn hết thảy trong thế gian, tức là người khiêm nhường hơn tất cả những người trong thế giới này. Đúng không ạ? Có ai đó nếu không tin xin mở ra Dân Số Ký đoạn 12 câu 3, có đúng như điều mà tôi giảng cho anh chị. Và tôi thách thức anh chị em hãy tin lời của Đức Chúa Trời và hãy tử tế với lời của Đức Chúa Trời giống như là những người ở thành Bê-rê. Họ có lòng tử tế với lời của Đức Chúa Trời. Mặc dù Phao-lô là một người đầy quyền năng, Phao-lô là một người giảng đầy quyền năng, Phao-lô là một người sứ đồ được sai đến bởi Đức Chúa Trời, nhưng mà có phải là họ tin Phao-lô không? À, họ phải tra xét lời Chúa xem Phao-lô nói gì, xem Phao-lô có thật sự dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời hay không, Phao-lô có phải là dâng sự sáng của Đấng Christ cho Đức Chúa Trời hay không, hay là Phao-lô có làm sáng danh Đức Chúa Trời hay không. Và tôi đến đây với anh chị em cũng vậy. Nếu anh chị em thấy rằng trong tôi, chúng tôi có những cái sự mà tô bóng bản thân, làm sáng danh đời sống của con người mình, xin anh chị em giúp đỡ, hãy đuổi chúng tôi đi. Bởi vì làm điều đó là anh chị em thương chúng tôi. Amen. Amen. Và điều này không có gì là khiêm nhường cả. Một người khiêm nhường tôi chỉ định nghĩa đơn giản thôi. Không cần phải một tập san coi như là phải 2-3 cuốn lịch nhập lại. Nhưng mà cái sự khiêm nhường đơn giản ở đây đó là gì? Là mình biết rằng mình không khiêm nhường. Amen. Khi nào mình thấy mình không khiêm nhường thì bắt đầu mình đang chuẩn bị khiêm nhường đó. Amen. Giống như Chúa nói với chúng ta đấy. Khi nào mình biết mình có tội thì mình mới cần được sự tha tội. Amen. Khi nào mình biết mình là con người gian ác, mình mới cần được cái sự công bình của Đức Chúa Trời. Và Chúa nói rằng sự công bình nó không phải chúng ta làm đâu, mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta rồi. Và điều đây chúng ta cần đó là gì? Chỉ tin những lời mà Ngài đã phán với chúng ta. Đó là cách mà chúng ta ngay thẳng với Đức Chúa Trời. Amen. Đó là cái công việc của chúng ta làm ngay thẳng với Đức Chúa Trời. Amen. Tất cả chúng ta đây có khao khát được hầu việc Chúa không? Có khao khát được làm công việc của Chúa không? Hãy tin những điều mà Chúa Giêsu đã hoàn tất trên thập tự giá cho tôi và quý ông bà anh chị em đang ngồi nơi đây. Amen. Amen. Chỉ tin mà thôi. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Xin Chúa ban đức tin đó để rồi tiếp tục dẫn đến đức tin cho anh chị em. Trở lại với châm ngôn chương 3. Chúa muốn nói đây về cái tâm trí của chúng ta. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Và ngày hôm nay trong đời sống của chúng ta, Chúa dạy cho chúng ta về cái việc làm của chúng ta khá nhận biết Ngài. Amen. Đó là công việc của chúng ta.
đó là khá nhận biết Ngài. Chúng ta để ý cái từ nhận biết. Tức là chúng ta phải biết điều đó, chúng ta mới dám nhận cho mình chứ. Amen. Chứ đâu phải ai cũng nhận vơ được. Amen. Amen. Chúng ta phải biết đó là Chúa, chúng ta mới nhận Chúa. Chứ bây giờ ma mà chúng ta nhận vào là có chừng á. Chúng ta nhớ cái câu chuyện các môn đồ khi mà coi như là bão, mà họ đang chống chọi với cái cơn sóng dữ. Thì họ thấy sao? Đằng xa họ thấy có một cái bóng trắng, nhìn thì là Chúa, nhưng mà họ lại nói sao? Con ma. Ồ, đó là con ma. Nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay, nhiều con cái Chúa ngày hôm nay bị cái bệnh gọi là hoang tưởng. Tức là gì? Chúa thì tưởng là ma, mà ma thì lại tưởng là Chúa. Coi chừng đó. Chúng ta hãy coi chừng điều này. Nên là tin Chúa không phải là tin Chúa sơ sơ, tin Chúa lơ mơ, tin Chúa lờ mờ và tin Chúa lờ vờ. Và chúng ta phải có đức tin, chúng ta mới sản sinh ra đức tin. Amen. Amen. Chúng ta không thể cho người ta điều mà chúng ta không có. Amen. Amen. Bây giờ mình bảo rằng ô hãy có một đời sống dâng hiến, nhưng mà mình thì không dâng hiến. Mình bảo hãy có một đời sống cầu nguyện, nhưng mà mình không cầu nguyện. Mình bảo hãy có một đời sống yêu thương, nhưng mà mình không yêu thương. Mình bảo người ta phải tha thứ, nhưng mà mình cay đắng. Mình bảo người ta vui mừng, nhưng mà mình thì được nóng giận. Đó có phải là sự kiêu ngạo của tôi và quý ông bà anh chị em không? Khi chúng ta thừa nhận điều đó, tức là đúng, con là con người bất lực. Tôi và quý ông bà anh chị em đều có điều đó cả. Amen. Đó là sự ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Sự ngay thẳng ở đây không phải là chúng ta làm được những cái điều đó, mà sự ngay thẳng ở đây tức là gì? Chúng ta thừa nhận những cái điều đó. Amen. Hãy xem điều mà Đức Giê-hô-va phán với đấng tiên tri Jeremy. Chúng ta xem ở trong sách Jeremy chương 3. Đây là sự ngay thẳng của chúng ta trước mặt Ngài. Sự ngay thẳng trước mặt Ngài. Câu 13. Jeremy chương 3 câu số 13. Như tôi đã nói, anh chị em nào có mệt cứ nghỉ, không sao. Và tôi cũng xin Chúa cho chúng ta nghe ít thôi, mà chúng ta nhận lãnh được từ nơi Chúa điều mà Chúa muốn cho mình. Amen. À, buổi sáng nay thì tiếng tôi nó cũng khan, và bây giờ tôi thấy tôi cũng đã khan rồi. Xin Chúa cho chúng ta có đức tin, để rồi Ngài ban sức lực cho chính tôi và quý ông bà anh chị em. Câu 13 của sách Jeremy chương 3, lời của Chúa chép như thế này. Nếu có, chúng ta cùng nhau tiếp tục đọc. Chỉ ngươi phải nhận lỗi mình, ngươi đã phạm tội nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi đã chạy khắp mọi ngả nơi các thần khác ở dưới mỗi cây xanh mà không vâng theo tiếng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúng ta để ý cái từ chỉ ngươi phải nhận lỗi mình. Chúa có đòi hỏi chúng ta là gì? Phải cố gắng để thay đổi, để cố gắng lấy công chuộc tội không? Chúa có nói vậy không? Ngày hôm nay tổ chức giáo hội hay là con người đề ra theo điều răn của loài người phải lấy công để chuộc lỗi chứ, đúng không ạ? Nhưng mà có cố gắng, có nỗ lực, rồi cuối cùng sao? Cũng đau khổ, hoài khổ đau, tại vì làm hoài mà làm không nổi. Bởi vì con người của chúng ta bản năng nó là vốn dĩ như vậy rồi. Amen. Như tôi vẫn thường hay nói với các tôi tớ của Chúa, bản năng của chúng ta là những con người vốn dĩ nó đã là gian ác và kiêu ngạo. Và chỉ cần Chúa nói với chúng ta cái điều đó là gì? Chỉ cần ngươi nhận lỗi thôi. Amen. Chỉ cần ngươi nhận điều đó thôi. Đúng, ngươi có điều đó không? Bảo con có.
Giống như Esai, khi mà Chúa đến bày tỏ cho ông ta thì ông ta nói sao? Thôi rồi, xong đời tôi rồi. Bởi vì tôi sao? Cái môi tôi dơ dãy, và lại ở giữa một cái dân dơ dãy, có cái dân môi dơ dãy đó, giống như vậy. Ông ta thấy được cái sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, ông ta nói là xong rồi. Nhưng mà ông ta có chết không thưa quý vị? Chúa bày tỏ cho ông ta, không sao, hãy bình an đi. Khi mà Chúa làm cái điều đó thì dù nó là ô uế, nó cũng sẽ trở nên là thánh khiết thôi. Tại sao tôi dám khẳng định điều đó thưa quý vị? Trở lại với Roma chương 4, câu 4, câu 5 mà trước đó chúng ta đã học, chúng ta đã đọc, chúng ta thấy điều gì? Ngài là đấng xưng kẻ có tội, là công bình, bởi vì họ đã tin đấng xưng mình kẻ có tội là công bình. Amen. Chỉ tin thôi chứ mình có công bình gì đâu. Amen. Chúng ta chả có gì công bình hết á. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta tin đấng công bình để xưng chúng ta là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Và nếu ma quỷ đến nói với chúng ta rằng ôi mày đến đây mày muốn đuổi tao sao? Tôi nhớ có một cái ca cầu nguyện, cái người này mục sư đến cầu nguyện đuổi cái con quỷ đó. Mày tà dâm với người đàn bà ngoại tình mà mày dám đuổi tao hả?